Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của Yến Hi Chi. Các bạn biết đấy, trong thời buổi công việc rồi mọi thứ rất là bận rộn thì vấn đề làm sao để mình trang điểm đi ra ngoài vẫn luôn rực rỡ, xinh đẹp nhưng mà phải nhanh, gọn, tiện lợi, tiết kiệm thời gian là một vấn đề được rất là đông đảo mọi người quan tâm, đúng không nào? Và bởi vì vậy nên ngày hôm nay Yến đã quyết định thực hiện cái clip này để hướng dẫn cho các bạn làm sao để luôn xinh đẹp, rạng rỡ, tự tin đi ra ngoài mà tốn chưa đầy 5 phút. Wow, rất là bất ngờ đúng không nào? Mình có thể làm gì khi mà chưa đầy 5 phút? Vậy thì hãy xem hết clip này để biết bí kíp của Yến nha. Và sự thật là không có gì phức tạp hết cả nhà ơi, rất là đơn giản thôi. Hàng ngày Yến đã thực hiện cái điều đấy, chưa tốn tới 5 phút để đi ra đường, tự tin gặp mọi người mà vẫn luôn xinh đẹp, luôn rạng rỡ, rực rỡ nè. Đấy chính là sử dụng combo trang điểm tới từ thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc Missa. Combo gồm hai món, đấy chính là phấn nước em Magic Cushion và son lì Missa. Về thiết kế, phấn nước Missa em Magic Cushion SPF 50+ PA 3+ được đặt trong vỏ hộp tròn, viền kim loại. Bên trong hộp có gương nhỏ soi rất tiện dụng khi bạn đang ở ngoài nè. Miếng bông mút chuyên dụng, mặt trên có màu trắng, mặt dưới xanh nước biển, rất là xinh xắn luôn. Về nhìn chung thì thiết kế đơn giản, tinh tế, rất đáng yêu và cũng không kém phần sang trọng. Còn đây là son lì Missa với chất liệu vỏ độc đáo, cầm rất nặng tay, tạo cảm giác xịn sò, đắt tiền cực. Từ vỏ giấy đến thân đều được phủ nhám và phần màu sắc của vỏ lại được làm tương đối đồng màu son, giúp dễ dàng chọn lựa được màu ưng ý mà lại chẳng cần mở nắp. Cùng với đó là thân ánh bạc được in logo vô cùng nổi bật, sẽ tăng phần độc đáo cho sản phẩm. Nam châm xịn sò ở phần nắp sở hữu lực hút rất mạnh, mỗi lần đóng mở nắp bạn sẽ cảm thấy sự an tâm, không sợ nắp son bị rớt hay hở, tránh bị gãy son hay bụi bắn bám vào. Về Missa thì chắc hẳn rằng tất cả các bạn ai cũng đã biết tới thương hiệu này rồi. Đây là một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc và đã có mặt tới trên 32 quốc gia trên toàn thế giới với hơn 330 cửa hàng đó cả nhà ơi. Và không để các bạn đợi lâu đâu, ngay bây giờ đây Yến sẽ thực hiện ngay thử thách trang điểm xinh đẹp mà chưa tốn 5 phút với combo thần thánh từ Missa nhá. Đầu tiên thì mình sẽ đánh phấn nước trước để được một lớp nền hoàn hảo. Kết cấu phấn cực mỏng, nhẹ, vì vậy không hề gây cảm giác bí rít cho da. Khả năng che khuyết điểm lại hoàn hảo, mang lại một làn da đều màu và trắng hồng tự nhiên. Ở đây có lẽ là điểm ấn tượng nhất của sản phẩm. Che được các lỗ chân lông này, các vết thâm và những vùng da không đều màu thì đều tàn hình và biến mất. Khả năng kiềm dầu cũng khá là tốt và phù hợp với mọi loại da, không hề gây bết dính cho làn da. Ngoài khả năng trang điểm thì sản phẩm vừa có khả năng cấp ẩm, dưỡng da, lại vừa giúp chống nắng. Với chỉ số chống nắng SPF 50+, PA 3+, vô cùng hoàn hảo. Vậy là mình đã test xong một nửa bên mặt, các bạn có thể so sánh, nâng tông rõ rệt và che mọi khuyết điểm trên làn da của mình. Làn da bây giờ trắng sáng hơn một tông nè và mịn màng, căng bóng rất là tự nhiên, mềm mại và ấm mượt nữa. Bây giờ thì Yến sẽ đánh hết cả khuôn mặt luôn nha. Đặc biệt em này còn có khả năng bám màu cực kỳ tốt, hạn chế tình trạng oxy hóa làm xín và xuống tông màu sau khi sử dụng. Mình có thể đi làm, đi chơi, đi học cả ngày mà không hề xuống tông nhé. Yên tâm nha cả nhà. Và rất là khô thoáng này, khi mà các bạn đeo khẩu trang thì cũng không bị dính vào khẩu trang đâu nha. Cuối cùng đừng quên đánh vào cổ để cổ và mặt đều màu với nhau, không bị lệch tông nhé. Ta-da! Vậy là mình đã có một làn da với lớp nền vô cùng hoàn hảo, che hết mọi khuyết điểm này, chống nắng cực tốt và cấp ẩm cho làn da của mình. Bây giờ làn da vô cùng mềm mịn, căng mọng và rất là đẹp đúng không nào? Bây giờ mình sẽ tới bước thứ hai nha. Tiếp theo là thoa son để khuôn mặt tươi tắn và tràn đầy sức sống rực rỡ hơn này. Tiện thể sử dụng luôn gương của
phấn nước rất là tiện. Và để khuôn mặt ứng hồng, xinh xắn hơn thì Yến sẽ tận dụng ngay thỏi son này làm má hồng nhá. Mình sẽ quẹ một chút lên phần má này và lấy tay tán thật là đều. Để đánh má hồng, tổng cộng chỉ có 3 phút 30 giây thôi. Thế là đã có một vẻ ngoài rạng rỡ, tự tin, tươi tắn để đi ra ngoài rồi đúng không nào? Tiết kiệm thời gian vô cùng luôn. Bộ đôi này rất là phù hợp cho những bạn không có thời gian nhưng mà vẫn xinh đẹp đi ra ngoài, cho những cô nàng thời thượng và cá tính nhất nha. Và điều cuối cùng là link mua sản phẩm Yến để ở bên dưới nhé. Các bạn hãy nhấn vào và tham khảo. Hy vọng là clip này thực sự là có ích cho các bạn. Xin chúc cho tất cả các tình yêu luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn rạng rỡ, tự tin trong cuộc sống này. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like và subscribe kênh của Yến Hi Chi nha.